Phản ứng của Harigon khi Trường Giang hỏi em biết cô này là ai không, chị gái nam em đó. Nữ ca sĩ đã phản ứng rất nhanh khi nghe Trường Giang mang mình ra để chơi trọt trên sóng truyền hình. Không chỉ vậy, anh còn liên tục nhắc đến tình cũ nam em, khiến khán giả bất ngờ. Vợ chồng Trấn Thành Harigon và Trường Giang Nhã Phương đều là hai cặp đôi nghệ sĩ hài được khán giả trên cả nước yêu thích. Họ kết hợp với nhau trong rất nhiều chương trình, cụ thể Trường Giang làm giám khảo cùng Trấn Thành ở Thách Thức Danh Hài, song hành với Harigon ở chương trình mới. Chính vì thế mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít. Mới đây trong game show có sự tham gia của Trường Giang và Harigon là người dẫn MC cùng những khách mời. Điều đáng nói đó chính là sự tham gia của người mẫu Nam Anh, chị của Nam Em. Vừa bước vào phần giới thiệu, Trường Giang đã chặt chém Harigon đủ cách khi cô vừa nói: "Anh, mình phải giới thiệu khách mời chứ anh." Sau đó với sự hài hước của mình, nam danh hài chọc quê vợ Trấn Thành: "Anh không ngờ, từ ngày có chồng, em có trí nhớ sắc bén hơn đó." Trường Giang còn nói với Harigon: "Sao phụ nữ bây giờ người ta thích càng ốm càng đẹp hả em?" Thế nhưng nữ ca sĩ cũng nhanh chóng đáp nói: "Ốm để đẹp đó anh, lên sóng truyền hình cho đẹp." Trường Giang còn đáp lại: "Nói em đẹp rồi nên không cần sửa gì, chỉ cần em đổi tính thôi nha em." Không những thế, Trường Giang còn đố Harigon: "Em biết đây là ai không? Chị của Nam Em đó." Dù đã cưới Nhã Phương rồi, nhưng nam danh hài cũng không ngại nhắc đến tình cũ Nam Em. Thế nhưng Trường Giang còn hỏi Nam Anh: "Sao Nam Em là em mà em không đặt Nam chị mà đặt Nam Anh?" Liên tục nhắc đến Nam Em khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Nữ ca sĩ cũng nhanh chóng không nghĩ em lại nhầm tưởng Nam Em vì thấy quá giống. Không những vậy, xuất hiện thêm một điểm bất ngờ, đó là các khách mời còn chia sẻ: "Em cũng quê chị Nhã Phương", khiến Trường Giang bật cười. Chân dung chàng quý tử vừa tròn 21 tuổi của Hồng Vân, cao 1m80, từ nhỏ đã có niềm đam mê lớn với nghệ thuật. Cậu con trai của nghệ sĩ Hồng Vân vừa tròn 21 tuổi, hiện đang sinh sống và học tập ở Mỹ. Mới đây, trong ngày sinh nhật của con trai Khôi Nguyên, nghệ sĩ Hồng Vân đăng tải dòng status đầy xúc động, cô viết: "Trê Phi yêu thương của mẹ, vậy là 21 năm, mẹ con mình đồng hành cùng nhau rồi đấy. Bắt đầu từ 12 tháng 11 năm 1997 con nhỉ, hôm qua mẹ đi quay một cảnh phim là trong ngày sinh nhật của mình, thằng con trai đột ngột trở về tạo bất ngờ cho mẹ. Lúc về ngồi trên xe nghe CD của con, nghe giọng hát của con tự dưng mẹ nhớ con cồn cào. Và chợt giật mình nhớ lại cách đây 21 năm, ông trời đã tặng con cho mẹ cũng đúng thời điểm này. Chàng trai của mẹ này đã trưởng thành rồi, mẹ rất tin là nếu không còn mẹ đồng hành bên cạnh, con cũng vẫn luôn là niềm tự hào của cả gia đình và luôn xứng đáng với tình thương mà mọi người đã dành cho con. Chưa bao giờ ngừng yêu thương con, chúc con trai mẹ sẽ là một người chồng tốt, con ngoan và là người có ích cho xã hội con trai nhé." Cách đây không lâu, cô con gái Hoàng Châu của Hồng Vân lấy chồng, công chúng biết đến Hoàng Châu do ngay từ nhỏ, cô đã theo mẹ diễn khắp nơi. Còn cậu con trai Khôi Nguyên vẫn được gọi với tên thân mật là Trê Phi, lại ít được biết đến. Khôi Nguyên là con trai riêng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái. Sinh năm 1997, năm nay anh chàng tròn 21 tuổi, cao tới 1m8. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Khi có thời gian rảnh, Khôi Nguyên dành thời gian để về thăm gia đình tại Việt Nam. Dù không chung dòng máu, nhưng Khôi Nguyên và chị gái đầu tiên đều xem nghệ sĩ Lê Tuấn Anh là thần tượng, cả hai rất nghe lời và yêu thương bố mẹ. Sinh năm 1997, Khôi Nguyên năm nay đã cao tới 1m80. Anh chàng có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, ngoài ra còn dành thời gian để chơi thể thao. Khi có thời gian, Khôi Nguyên thường tranh thủ về Việt Nam thăm gia đình. Anh chàng sở hữu body hoàn hảo, hiện chiến ít đang là học sinh du học tại Mỹ. Hoa hậu trái đất Phương Khánh nói gì về mối quan hệ với Ngọc Trinh? Trong mắt Phương Khánh, Ngọc Trinh là một người phụ nữ tốt, giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống. Cách đây khoảng 5 năm, Ngọc Trinh từng xuất hiện trên báo cùng một cô gái 17 tuổi có ngoại hình khá xinh xắn và giới thiệu là em gái kết nghĩa. Cô gái ấy tên Ngọc My, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m72. Thời điểm đó, Ngọc My từng được kỳ vọng sẽ bước tiếp Ngọc Trinh, trở thành gà cưng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Thế nhưng đột nhiên cô nàng biến mất khỏi làng giải trí. Để rồi đến năm 2018,
cô gái bất ngờ trở lại với một phong cách vô cùng hoành tráng khi giành ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2018 với cái tên thật của mình Nguyễn Phương Khánh. Sự bất ngờ này đã lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng trong suốt thời gian qua. Bên cạnh những lời chúc mừng động viên thành công ngoạn mục của Phương Khánh là không ít những bình luận và hoài nghi về quá khứ của cô nàng. Mới đây, trong cuộc giao lưu trực tuyến với báo, Hoa hậu Phương Khánh đã thẳng thắn đối mặt với những tin đồn bủa vây xung quanh mình. Trong số đó có cả mối quan hệ của cô với Ngọc Trinh trong quá khứ. Theo lời Phương Khánh, cô và Ngọc Trinh từng quen biết và chơi cùng nhau một thời gian. Trong mắt Phương Khánh, Ngọc Trinh là một người phụ nữ tốt, giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống. Đó là lý do khiến Phương Khánh rất ngạc nhiên khi cô thấy mọi người cho rằng hình ảnh của mình bị xấu. Vì khi chơi chung với Ngọc Trinh, thật sự tôi không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ hình ảnh của tôi là xấu đi khi tôi từng chơi với Ngọc Trinh, bởi tôi là người rất đơn giản, không quan trọng việc hình ảnh của mình có bị xấu đi hay không. Tôi vẫn xem Ngọc Trinh là một người bạn, chị ấy cũng là người phụ nữ tốt. Khi tôi còn nhỏ và chơi với Ngọc Trinh thì chị ấy giúp đỡ tôi như một người chị. Chị ấy tư vấn thời trang cách làm đẹp vì tôi từng bị rất nhiều mụn. Chị Trinh luôn khuyên tôi giữ giá trị của mình và đừng bị các tin đồn xung quanh tác động. Những điều mà mọi người bàn tán lúc đầu cũng làm tôi rất buồn, nhưng hiện tại tôi không suy nghĩ đến nữa. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa mình và chị Ngọc Trinh, Phương Khánh khẳng định. Trước đó, anh trai đồng thời là quản lý của Phương Khánh cũng lên tiếng về sự việc này. Anh cho biết mối quan hệ của Phương Khánh và Ngọc Trinh không đến mức độ thân thiết như chị em kết nghĩa mà mọi người vẫn nói. Đồng thời, anh cũng khẳng định Phương Khánh chưa bao giờ đầu quân cho vụ cắt tiệp. Trong một bài phỏng vấn từ năm 2013, Phương Khánh từng kể về mối lương duyên của mình và Ngọc Trinh. Theo lời Phương Khánh, hồi đó da cô bị rất nhiều mụn nên thường xuyên đến spa của Ngọc Trinh để điều trị. Vì thế, hai chị em đã quen và chơi chung với nhau. Thế nhưng sau đó, cô không muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam mà qua Singapore du học. Từ đó, cô và Ngọc Trinh cũng ít liên hệ với nhau. Cái tên Ngọc My cũng thôi không còn được Phương Khánh sử dụng. Còn về phía Ngọc Trinh, khi trả lời về mối quan hệ với Phương Khánh, Ngọc Trinh cũng cho biết em ấy có qua ba tấm trắng, mua đồ ở shop nên hai chị em quen biết nhau. Trong một lần tình cờ gặp anh Vũ Khắc Tiệp, anh ấy thấy cô bé xinh nên có rủ hai chị em chụp chung một bộ hình. Chúng tôi quen biết vậy thôi chứ không đến mức quá thân thiết. Cô dâu 62 tuổi livestream tiết lộ tin sốc thị nở tái sinh là vợ hai của chồng. Cặp đôi lệch tuổi ngày càng khiến dân mạng ngỡ ngàng với các phát ngôn và tuyên bố. Chị Thu Sao và chồng Hoa Cương liên tục livestream và chia sẻ về cuộc sống lên trang cá nhân. Dường như từ khi được dân mạng chú ý, họ đã không còn sống lặng lẽ như xưa được nữa. Hàng ngày, bất cứ bài đăng hay bức ảnh nào của chị Thu Sao cũng nhận về rất nhiều bình luận quan tâm. Mới đây, cô dâu Thu Sao tiếp tục livestream cùng một nhân vật quen thuộc với dân mạng khác. Đó là cô gái được biết đến với biệt danh thị nở tái sinh Quách Phượng. Chị Thu Sao tự nhận là gia đình hoa dâm mục và bắt đầu cùng nhau trò chuyện về gia đình. Điều đáng nói trong lúc livestream, cô dâu 62 tuổi đã gọi vui thị nở tái sinh là vợ hai của chồng. Những lời này khiến dân mạng vô cùng bất ngờ tò mò. Chị đã đưa em gì? Về Cao Bằng ra mắt nhà chồng rồi, gia đình không phản đối nữa, gắn bó với nhau rồi. Chồng chị tuy rằng không muốn mấy nhưng yêu vợ chiều vợ nên cũng phải đồng ý. Vợ làm như thế nào vợ cảm thấy vui là được. Giờ chị không còn đẻ được, chị muốn có em bé cho vui cửa vui nhà, bà nội có cháu nội ẩm. Không cần tương lai cũng có cách khác để có tương lai và hạnh phúc, chị Sao giải thích. Tiếp sau đó anh Hoa Cương xuất hiện và ngồi bên cạnh chị Sao. Nhận thấy tóc chồng hơi rối, cô dâu 62 tuổi liên tục sửa tóc. Một người bên ngoài nói đến việc để cho vợ cả và vợ hai ngồi hai bên, chồng ngồi ở giữa, chị Sao lên tiếng. Bây giờ chị cả không có mặt gì hai mới được phép. Còn có mặt chị cả không được động đậy gì hết. Vợ hai xin phép vợ cả ngồi cạnh chồng yêu, một người ngoài nói chen vào. Không được, không bao giờ, trước mặt mọi người phải thế, chị Sao khẳng định. Nhiều người có người ngất mất khi nghe chuyện này, nhưng mình là phụ nữ không tuổi, khác người. Tôi là người có lòng vị tha, hai vợ vẫn ở chung với nhau được. Sao Mai 62 tuổi lấy được chồng 26 là kỳ tích ở xã hội này. Sao Mai vì hạnh phúc của gia đình, mình sẽ làm được chuyện khác. Mình làm cái chuyện cho là không có nhân tính, nhưng vì hoàn cảnh hạnh phúc, muốn duy trì, lo cho tương lai bé nhỏ của chồng. Sau này qua đời, người mình chọn có thể tin tưởng được. Mình sẽ làm hợp đồng hẳn hoi, danh nghĩa là vợ bé thôi. Mình là vợ chồng hợp pháp, còn đây, chị Phượng là bồ nhí. Bao giờ dì hai làm bữa cơm, gia đình nhà chồng đồng ý hết mới được. Còn giờ thì coi như làm lễ dạm ngõ thôi, chị Sao tiếp tục tuyên bố thông tin gây sốc cho mọi người.
Ở livestream tiếp theo, cô dâu 62 tuổi ăn mặc khá sexy, không hề phù hợp với lứa tuổi. Đây không phải lần đầu tiên cách mặc đồ mát mẻ của chị Thu Sao bị dân mạng chú ý. Vì có hình xăm chồng trên ngực nên chị luôn cố chọn những chiếc áo trễ để khoe được hình xăm. Với những người trẻ tuổi thì cách đó thật sexy. Tuy nhiên ở tuổi 62 có vẻ như cách làm của chị Sao quá lố, khiến dân mạng chê cười nhiều hơn. Chiếc váy khiến chị Sao lộ hình xăm trên ngực. Chiếc váy đâu có hợp với người 62 tuổi. Lâm Vinh Hải tốn bao nhiêu tiền để chiều chuộng Linh Chi trong gần 2 năm qua? Linh Chi từng thừa nhận Lâm Vinh Hải chính là đại gia của cô, cho cô hết những gì anh có. Lâm Vinh Hải bắt đầu hẹn hò với Linh Chi từ cuối năm 2016, sau khi ly hôn Lý Phương Châu. Trong suốt 2 năm hẹn hò, cả hai không ít lần xảy ra xích mích, thậm chí còn tuyên bố với giới truyền thông rằng đã chia tay. Tuy nhiên, vượt qua quãng thời gian dông bão, hiện tại cặp đôi vẫn gắn bó yêu thương nhau hết lòng. Tháng 10 vừa qua, đàn em thân thiết của Ngọc Trinh và Nam Vũ Công Điển Trai dự định tổ chức đám cưới theo nguyện vọng của hai bên gia đình. Tuy nhiên, vì lý do riêng, cặp đôi tạm hoãn kế hoạch kết hôn và mong muốn sẽ có con chung vào năm sau. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Linh Chi thừa nhận Lâm Vinh Hải chính là đại gia của cuộc đời cô. Đại gia ở đây không phải là chức một núi tiền, mà đây là đại gia về tình cảm, tình yêu và sự chân thành cùng sự tôn trọng nhất định mà anh dành cho tôi. Anh sẵn sàng cho tôi tất cả mọi thứ anh có, cả tiền bạc lẫn cuộc sống của anh. Linh Chi chia sẻ, nhìn lại hành trình yêu của cặp trai tài gái sắc, Lâm Vinh Hải đã tốn một khoản tiền không nhỏ để chinh phục, chiều chuộng bạn gái. Dịp Giáng sinh năm 2016, Linh Chi khoe khéo món quà do Lâm Vinh Hải tặng khi cả hai mới hẹn hò. Tuy nhiên, do thời điểm này vẫn còn nhiều áp lực dư luận, nên người đẹp sinh năm 1990 chưa dám công khai danh tính người yêu. Được biết, món quà Lâm Vinh Hải dùng để tán tỉnh Linh Chi có mức giá hơn 100 triệu đồng. Anh cũng mua một chiếc tương tự để đeo nhằm khẳng định tình yêu với nữ diễn viên gợi cảm. Trong suốt gần 2 năm gắn bó, Lâm Vinh Hải thường xuyên chi tiền để đưa Linh Chi đi mua sắm du lịch ở nước ngoài. Đầu tháng 8 vừa qua, Linh Chi công khai được người yêu tặng những kim cương trị giá hơn 700 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Vinh Hải còn chơi lớn khi mua căn hộ chung cư rộng 90m² ở gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và có giá hơn 4 tỷ đồng để tặng Linh Chi. Nữ diễn viên găng tay đỏ cho biết Lâm Vinh Hải giấu cô chuyện mua nhà, dù trước đó cả hai từng góp vốn để kinh doanh bất động sản. Năm 2019, cặp đôi dự kiến sẽ sinh con chung, rồi mới tính đến việc cưới sinh.